Hôm nay mình muốn chia sẻ, ok, ai mà ở resident của Canada đó thì đi lấy cái phone đường dây miễn phí nha. Up to 6 cái đường dây miễn phí. Hôm nay đó mình đã đi lấy rồi mà phải phải có internet của Shaw. Khi các bạn mà in the resident of Canada đó có Shaw internet đó thì đi apply Shaw Mobile nha. Nó cho 6 cái đường dây phone miễn phí. 6 cái phone miễn phí. Ok, chỉ cần trả one time một lần 20 đồng activation fee vậy thôi. Thì nó cho nhiêu? Unlimited calling, unlimited texting. Còn muốn internet data đó thì trả 10 đồng nó cho 1 GB. Ok, ví dụ trong vòng một tháng đó, mình xài không có xài tới 1 GB nó được carry over, which is pretty good. Mà hiếu mình muốn mua data thì mua, không mua thì thôi, thì khỏi trả tiền. Thì mình bây giờ hiện tại đó kia làm sao? Không có mua data, ta đi đâu cũng có wifi hết, biết không? So, mình khỏi trả tiền. Cái số phone cũ của mình á, hồi xưa mình có công ty khác á, thì nó chuyển qua bên đây cũng được nữa. Mình có ba cái phone ở nhà, thì nó chuyển qua cái keep được cái số phone cũ. Sau cộng thêm nữa là kêu sao? Nó cho thêm ba cái, nó total up to 6 cái SIM card. 6 cái SIM card free phone, ok. Cái phone cũ hồi xưa của mình được chuyển qua vô lay luôn cũng được nữa. Xong cộng thêm ba cái mới nữa là total mình được 6 cái. Ok. So if people from resident of Canada, you can go there and get your free phone, not free phone line. Ok, bây giờ gắn vô đã. Lấy cái SIM card gắn vô. Ok. SIM card mới vô. Ok, SIM card này công ty cũ. Mà sao không có vậy trời? Bây giờ tôi mới bỏ vô. Keep được cái số phone cũ nữa. Ok. Okay. Welcome to Shaw Mobile. Okay. Okay. Để ta cái khác. Này sao? SIM card cũ. Có SIM card mới giờ. Mà cái phone của mình, make sure mình phải mua unlock phone nha các bạn. Còn muốn mua phone của nó cũng được nữa. Ok, phone của mình unlock. Sao? Giờ lấy. Cái là sao? Ok.
SIM card over ở đây, ok. Nó ở đây. À, SIM card ở đây. Sorry, không được show các bạn cái phone number của mình. Chừng nữa mình đi mua cái phone unlock vậy đó, xong mình bỏ vô thì có đường dây mới, ở đây có điện thoại luôn. Mấy cái này là miễn phí hết, hàng tháng khỏi trả tiền, mình chỉ trả internet fee thôi. That's it. Save hundreds of dollars monthly. It's really good deal, okay? Vì nó có promotion. If you're a resident of Canada, you can go, you know, get this with Shaw Mobile. That's really good. Đã tốt lắm, thấy chưa? Được 6 cái phone miễn phí. Bây giờ hiện tại mình cắt lên 3 cái đó. Đây chừng nữa mình đợi mua cái phone á, mua unlock cái phone on sale á thì mình mua mình gắn vô. Còn 3 cái extra. Hay là hiểu mình mắc cái SIM card đó. Mấy cái này thay thế được. Hiểu mình mắc SIM card. Cái này bỏ vô lại được, thay thế được là mình đổi số phone mới. Tiện không? Xong cái này cắt lên trước, đừng có xài. Nè, yeah, mình thử đứa coi, coi nó quốc không? Gọi thử coi. Rồi, gọi số phone này. Yeah, đây đây, thấy không? Mở lên thử coi. Okay. Xong rồi cho nó mình đi gọi cái phone khác thử coi mình nghe bài xác của mình. SIM card qua rồi được rồi. Make sure cái phone phải unlock nha. Ok. Thì nó gắn vô vậy. Còn lại ba cái phone cũ thì kia làm sao? Hồi xưa đó ba cái phone này nó hàng tháng mình trả nhiều. 50, 80 đồng. Bây giờ là miễn phí. It's free. Tại vì mình có internet thì nó cộng vô nó cho 6 cái phone đường dây miễn phí. Really good deal. Ok. Bây giờ mình hạ tiền hết 80 đồng hàng tháng. Thế là khỏi trả tiền monthly fee, chỉ trả internet thôi. Internet fee bao nhiêu? 80 đồng thôi. Ok. Let's see còn gì nữa. Ừ. Cái này thì cắt lên, cái này thì vô, khỏi trả hàng tháng 80 đồng thì mỗi tháng á hạ tiền hết được 80 đồng miễn phí. That's really good deal. Okay. So, muốn cho các bạn chia sẻ vậy thôi. Okay. So, if you're a resident of Canada and you have Shaw Internet, go apply. Go get your free phone. Shaw Mobile. Okay. Thank you. Oh, quên một chuyện nữa các bạn. Sign cái này, không có contract fee. Zero, no contract. You can cancel anytime. Unless if you want to cancel, if you cancel internet, mấy cái này thì không có. You have to pay $15 per month. Thì you cancel internet bill là mấy này hết miễn phí rồi, mà một tháng trả 15 đồng. Thì ba cái là 45 đồng, chỉ có phone thôi nha. Ok, no no data. Ok. So if you keep the internet, it's free.
No monthly, no contract. You can cancel anytime if you want. Okay? That's all.